Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới. Cũng bởi vậy, quốc gia tỷ dân này đã nỗ lực nội địa hóa bằng cách trồng sầu riêng. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ trồng thử nghiệm, người nông dân Trung Quốc vẫn chưa thể thành công. Vài năm gần đây, vùng trồng sầu riêng ở một số địa phương của Trung Quốc được mở rộng. Cây sầu riêng đã cho quả nhưng không đều, chất lượng cơm cũng không được như kỳ vọng, thậm chí có những quả không có mùi vị gì cả. Thế nên, mỗi năm Trung Quốc vẫn phải chi ra vài tỷ đô la Mỹ nhập khẩu sầu riêng. Năm 2023, quốc gia này đã chi khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu 1,4 triệu tấn sầu riêng, tăng gần 70% so với năm trước, với nguồn cung chủ yếu đến từ Thái Lan và Việt Nam. Khoảng 2 năm trở lại đây, sầu riêng trở thành từ khóa hot trên các diễn đàn cũng như ở các vùng trồng. Câu chuyện sầu riêng có thể thành sầu chung vì diện tích tăng nóng được đưa ra thảo luận nhiều lần. Người nông dân trở thành tỷ phú nhờ chúng sầu riêng cũng xuất hiện nhiều kể từ khi loại trái cây này được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Nhà vườn ở miền Tây cho biết, ở vụ nghịch sầu riêng giá cao, nông dân trồng sầu riêng có thể thu lãi từ 1 đến 2,5 tỷ đồng trên một hecta tùy sản lượng và giá cả. Với vụ thuận, giá sầu riêng dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng một ký. Trừ đi chi phí, nông dân vẫn lãi khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên một hecta. Theo ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, sầu riêng các nhà vườn làm ra hiện nay giá thành sản xuất khoảng 20.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Tây, sầu riêng ri 6 loại A 60.000 đến 62.000 đồng một ký, loại B 46.000 đến 48.000 đồng một ký, loại C 35.000 đến 37.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 103.000 đến 108.000 đồng một ký, loại B 83.000 đến 87.000 đồng một ký và loại C 54.000 đến 56.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 60.000 đồng một ký, loại B 47.000 đồng một ký, loại C 35.000 đồng một ký. Musakin loại A 92.000 đồng một ký, loại B 72.000 đồng một ký và loại C có mức giá 52.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Đông, sầu riêng ri 6 loại A 60.000 đến 62.000 đồng một ký, loại B 45.000 đến 47.000 đồng một ký, loại C 34.000 đến 36.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 103.000 đến 107.000 đồng một ký, loại B 83.000 đến 87.000 đồng một ký và loại C có mức giá 54.000 đến 55.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 60.000 đồng một ký, loại B 45.000 đồng một ký, loại C 32.000 đồng một ký. Musakin loại A 91.000 đồng một ký, loại B 70.000 đồng một ký và loại C 50.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Tây Nguyên, sầu riêng ri 6 loại A 60.000 đến 63.000 đồng một ký, loại B 45.000 đến 47.000 đồng một ký, loại C 35.000 đến 37.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 105.000 đến 110.000 đồng một ký, loại B 83.000 đến 88.000 đồng một ký, loại C 55.000 đến 58.000 đồng một ký. Giá sầu riêng xuất khẩu ri 6 loại A 140.000 đồng một ký từ 1,8 kg trở lên, ri 6 loại B 125.000 đồng một ký từ 1,6 kg trở lên, mon thông loại A 170.000 đồng một ký từ 2,5 kg trở lên và mon thông loại B 147.000 đồng một ký từ 1,8 kg trở lên. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá sầu riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.